Rồi chào mọi người nha. Sáng nay mình sẽ hàn cái này để tạo thành một cái bếp bếp di động nha mọi người. Đây là cái thùng đựng dầu hồi xưa đó. Giờ mình sẽ làm cái thủ tục hàn biến nó thành một cái bếp di động. Mọi người theo dõi nha.